Chào các bạn, hôm nay đầu năm mới gặp lại các bạn. Hôm nay là mùng 8 Tết rồi nhỉ? Từ Tết tới giờ thì chưa có live stream bằng cái dịp Tết. Và hôm nay là mùng 8 Tết, rất là nhiều bạn đã khai trương công ty mình rồi. Và tối hôm nay mình cũng mới vừa đi ăn chung với các bạn. Như bạn Trình bên công ty Mắc Kiwi, bạn Thiện bên công ty Nắm Linh Chi, và bạn Long bên Long Open. Và từ đầu năm tới giờ mới có dịp gặp lại các bạn, và cái không khí nó rất là vui. Theo như yêu cầu của rất là nhiều bạn thì mình nói là tối hôm nay mình live stream cái chủ đề gì, thì theo như thông tin yêu cầu của rất là nhiều bạn thì tối hôm nay nói là rất là nhiều bạn là chia sẻ cái kinh nghiệm đi du lịch nước ngoài, cái kinh nghiệm chia sẻ những cái câu chuyện vừa rồi mình mới vừa đi Dubai, mình mới vừa đáp đi Dubai về đây như thế nào. Bạn Thiện chào thầy, ok. Chào bạn Thiện nhiều, mới vừa đi ăn xong giờ lên xem live stream rồi, rất là tuyệt vời. Bạn Thiện rất là tuyệt vời. Và hôm nay là đầu năm chúng ta gặp nhau nên các bạn hãy chào nhau. Trước tiên là chúng ta vào nhau, chúng ta chào nhau, chào năm mới. Chào bạn Nguyễn Thị Ngọc Cẩn, ok, các bạn chào nhau. Thứ nhất là chào nhau, thứ hai là giới thiệu về các bạn đang ở đâu, các bạn ở khu vực nào, các bạn đang kinh doanh cái gì, các bạn đã vào Sài Gòn chưa, bạn nào ở tỉnh thì giới thiệu mình ở tỉnh để chúng ta làm quen nhau. Đầu năm mà, năng lượng lên. Mình cũng mới vừa đi đáp máy bay đi nước ngoài từ bữa mùng 3 tới giờ mới về, và liên tục những ngày Tết là những ngày mà ngày mùng 1 Tết là sáng mình phải bay về quê mình ở Cam Ranh để thăm ba mẹ ông bà, khuya mùng 1 là phải bay đáp vào Sài Gòn, ngày mùng 2 nghỉ một chút xíu, ngày mùng 3 là bay đi Dubai, và liên tục những ngày bên đó, ngày nào từ sáng cho tới chiều, từ sáng cho tới tối cũng phải đi liên tục. Mỗi ngày nghỉ có 5 tiếng, 6 tiếng thôi, nhưng mà vẫn rất là tràn đầy năng lượng. Vâng, và chào bạn Nguyễn Vũ Linh, cảm ơn các bạn rất chào bạn rất là nhiều. Chào bạn Việt Khô. Các bạn hãy chia sẻ, thứ nhất là các bạn hãy chia sẻ đoạn live stream đặc biệt tối hôm nay. Cái thứ hai là các bạn chào mọi người, không phải là các bạn chào mình mà các bạn bấm lời chào lên đây cũng đồng nghĩa là các bạn chào rất là nhiều người nữa. Chào bạn ông Dung, bạn đang ở Sài Gòn, em đang kinh doanh bể ươm di động dành cho người nuôi thủy sản rất là tuyệt vời. Chào bạn Thiện mới vừa ăn xong, nhớ Bambi kể chuyện lạc đà, ok. Chào bạn Long Hội. Bạn đang ở đâu, các bạn đang ở đâu thì các bạn giới thiệu, các bạn chào lên và mình sẽ chia sẻ cái live stream này, và các bạn bấm chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn nữa. Thứ nhất là chào, và thứ hai là bấm chia sẻ live stream này. Bây giờ mình mới thấy có mới 11 bạn 11 bạn chia sẻ live stream nè. Và tối hôm nay các bạn thắc mắc cái gì thì các bạn hỏi mà đi, về cái chủ đề về du lịch. Và bước đầu tiên, khi các bạn hỏi thì mình chúc các bạn một năm mới, năm 2018 này nè, phải tràn đầy năng lượng, phải có mục tiêu, phải có mục tiêu rất là rõ ràng, và tập trung toàn bộ năng lượng, cái nhiệt huyết để thực hiện cho bằng được cái mục tiêu của mình. Chào bạn Cúc Phương, lâu lắm rồi mới gặp em lại. Chào bạn Lai Nguyễn, ok. Cảm ơn bạn Lai ở thành phố Hồ Chí Minh. Chào bạn Nguyễn Ngọc Quý, ok, cảm ơn bạn chưa chào mọi người nha bạn Quý. Chào bạn Nguyễn Thanh Loan, chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng. Vâng, chào bạn Lưu Phương, ok. Chào bạn Việt Hồ, bạn đang ở Đà Lạt rất là tuyệt vời. Chào bạn Vũ Đức Trình, mới vừa đi ăn với mình về xem live stream liền. Chào bạn Cường vừa rồi cũng đi Dubai với mình. Chào bạn Linh, cảm ơn thầy. Vâng, chào bạn Nguyễn Vũ Linh. Chào bạn Linh Nguyễn, chào các bạn và anh chị. Em là Nguyễn Nhật Linh, hiện em đang ở quận 9. Cho em gửi lời thăm tất cả mọi người, rất là tuyệt vời. Chào bạn Lai Nguyễn, thầy có nhớ em không? Ok, bạn Lai, có phải bạn Lai, bạn Lai phải giới thiệu mình rõ hơn chút nữa. Chào bạn Trần Thanh Trung, ok. Chào các bạn rất là nhiều. Và mình chia sẻ vừa rồi cái chuyến mình trải nghiệm bên Dubai một chút xíu. Chào thầy và mọi người, chúc thầy năm mới, ok. Các bạn nhớ mời bạn bè mình chia sẻ cái live stream ra. Các bạn chia sẻ đoạn live stream ra, mình chưa thấy các bạn chia sẻ, để live stream chúng ta nó đông lên, để nó cùng vui. Mới có 13 bạn chia sẻ,
34 bạn ở trên này rồi mà mới có 13 bạn chia sẻ à. Các bạn chưa chia sẻ hết. Chào bạn Hoàng Nguyễn, ok. Bạn ở quận 7, bạn đang kinh doanh mình lên vực dày, rất là tuyệt vời. Chào bạn Phạm Hùng à, chào bạn Nguyễn Đạt, chào bạn bạn Huệ. Ok, các bạn nào mới vào thì chúng ta comment, chúng ta chào xuống và bấm vào cái nút chia sẻ trên cái Facebook, chúng ta chia sẻ đặng live stream về nhà mình để chúng ta lưu lại. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì nhớ gì ạ? À? Nhớ kết bạn Facebook với mình và theo dõi Facebook mình mỗi ngày mình chia sẻ về những việc kinh doanh. À, bây giờ trước tiên là mình nói về cái kỳ Dubai trước. Và bạn nào mà thì khi các bạn nghe Dubai thì ở Việt Nam chúng ta thì ai cũng nghe Dubai rất là rõ. Nghe Dubai nó có những cái nhất như tòa nhà cao nhất, nó có cái tòa nhà cao nhất thì các bạn là nghe nhiều nhất. Tuy nhiên ở đây mình muốn nói rõ hơn các bạn để các bạn nắm rõ hơn. Dubai là một cái quốc gia nó ở cái khu vực gọi là khu vực Tây Á, hay là chúng ta hay nói một cái khu vực chung là nó nằm trong cái khu vực Trung Đông á. Thì Dubai nó là một cái quốc gia nhỏ, nó chỉ là một cái quốc gia nhỏ trong 7 quốc gia và nó hợp lại, nó gọi một đất nước đó là Ả Rập Thống Nhất. Thì trong Ả Rập Thống Nhất đó nó có 7 quốc gia nhỏ, 7 cái quốc gia nhỏ, hay là mình gọi một cái từ khác là 7 tiểu vương quốc nhỏ. 7 tiểu vương quốc nhỏ, 7 tiểu vương quốc nhỏ. Và cái 7 tiểu vương quốc nhỏ này thì trong đó nó có một tiểu vương quốc gọi là Dubai. 7 tiểu vương quốc nhỏ, mình sẽ nói rõ cho bạn. Cái vương quốc thứ nhất gọi là giàu có nhất trong cái tiểu vương quốc thứ nhất gọi là giàu có nhất, gọi là Abu Dhabi. Mà mình có dịp đến đây, đến cái quốc gia Abu Dhabi này bữa mùng 6 Tết. Cái quốc gia giàu có thứ hai đó là tiểu vương quốc Dubai mà chúng ta hay nghe nói đó. Cái quốc gia thứ ba là Fujirat. Vương quốc thứ tư là Cayman. Vương quốc thứ năm là Sari. Vương quốc thứ sáu là gì, là Aman. Và vương quốc thứ bảy là Uquin. Những cái tên nó rất là khó đọc đúng không? Và mọi người cứ nghe nói chung là Dubai thôi. Dubai nó là một vương quốc trong 7 tiểu vương quốc và nó nằm trong một cái đất nước lớn người ta gọi là Ả Rập Thống Nhất, gồm có 7 cái tiểu vương quốc. Và cái 7 tiểu vương quốc này á, Ả Rập Thống Nhất này á, thì Dubai hiện tại là nổi lên nhất. Tuy nhiên Dubai không phải là quốc gia giàu có, mà quốc gia giàu có nhất trong 7 tiểu vương quốc này đó chính là Abu Dhabi. Và Dubai mà mạnh ngày hôm nay là nhờ có Abu Dhabi, họ đứng ở sau, họ hỗ trợ. Tức là Dubai là y như là một cái tiểu vương quốc đảm nhận trách nhiệm là xây dựng thương hiệu quốc tế cho cái tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất này và kéo khách du lịch quốc tế đồ về, kéo những cái công ăn việc làm về. Các bạn thấy điều này tuyệt vời mà. Chào bạn Thảo Nguyên, chào bạn Tuy Nguyễn, lâu rồi mới thêm. Livestream của thầy vẫn luôn luôn năng lượng như ngày nào. Năm mới chúc thầy, anh em và truyền lửa cho thế hệ trẻ. Vâng, cảm ơn bạn Nguyễn Tuyên. Vâng, luôn luôn như vậy các bạn. Chào bạn Huỳnh Nhật Quỳnh, con chào thầy. Ok, bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn nhớ chia sẻ cái livestream này về Facebook nhà của các bạn. Thứ nhất là các bạn nhớ cái livestream của mình, cái thứ hai là các bạn nhớ Facebook của mình, cái thứ ba là các bạn nhớ kết bạn với mình. Bạn nào mà chưa chia sẻ livestream này thì các bạn nhớ chia sẻ livestream để thứ nhất là lưu và chia sẻ đến cho nhiều người cùng biết nữa, để chúng ta cùng nhau kết nối, bởi vì nhiều người cùng biết thì chúng ta cùng nhau có lợi. Ok. Và mình lại nói tiếp thì cái Dubai này á, cái vương quốc Dubai mà nói chung đó là họ có khoảng 9 triệu dân hơn thôi. Họ có 9 triệu dân hơn. Tuy nhiên dân gốc của họ đó thì họ có khoảng có 1 triệu dân hơn thôi. Còn hơn 8 triệu dân là những người tứ xứ về đây làm công cho họ, làm lao động, làm lái xe, làm những cái công việc lao công. Tức là toàn bộ những người lao động ở đây là những cái người đến từ các nước khác, mà 3 quốc gia hiện tại làm công cho họ nhiều nhất đó là những người đến từ Ấn Độ, thứ hai là những người đến từ Palestine, Pakistan chứ
đất nước Pakistan. Và cái thứ ba là những người đến từ Bangladesh. Ba cái quốc gia này là cung cấp nguồn lao động cho họ. Còn 1 triệu dân còn lại là họ chủ yếu là người dân gốc của họ. Họ chủ yếu là họ là những người làm chủ, những người làm kinh doanh. Họ toàn là chủ làm kinh doanh. Còn họ có làm công thì họ làm việc cho chính phủ. Tức là họ làm việc nhẹ, lương cao. Tóm lại là họ làm những việc nhẹ, lương cao. Cái buổi tối hôm nay mình chia sẻ để các bạn thấy rằng cái tư duy của họ nó rất là tuyệt vời. Và chính các bạn cũng phải có những cái nguồn tư duy này. Chính vì yếu tố là các bạn nào mới lên live stream thì chúng ta cùng nhau chào nhau. Và mình cũng rất là vui làm quen với các bạn. Chúc các bạn một năm mới rất là tuyệt vời. Thầy nay mập mạp ra. Ok, mình cũng vậy thôi. Không có mập đâu. Mình vẫn như ngày nào. Vậy thì họ những người còn lại, những người lao động là toàn bộ là những người nhập cư, những người đất nước của họ. Họ không có làm lao động chân tay đâu. Họ chỉ làm chủ, họ chỉ làm kinh doanh. Họ rất là giàu có, họ chỉ khoảng có 1 triệu dân thôi. Các bạn nghe siêu xe đồ mua là bắt đầu từ cái nhóm giàu có này, cái nhóm làm chủ thôi. Tuy nhiên khi mà đi trên đường phố Dubai thì không phải là bạn thấy toàn là siêu xe, vẫn là xe bình thường. Tuy nhiên bên đó người ta không có dùng xe máy, mua xe máy bên đó khó hơn mua xe con. Đường phố người ta dùng xe máy khi nào? Khi người ta cần giao những cái công ty thức ăn nhanh đồ á, người ta cần giao hàng nhanh đồ, người ta mới mua xe máy thôi, để người ta phục vụ cho những người đó để mà chạy luồn lách được. Toàn bộ người dân thì kể cả những người đi làm công đồ, họ đến đây họ ở thì họ cũng mua xe con hết. Nên ngoài đường thì các bạn cũng thấy có xe con, như ở Việt Nam chúng ta cũng là Toyota rất là phổ biến, những cái thương hiệu xe bình dân rất là phổ biến. Tuy nhiên những cái thương hiệu mà xe đắt tiền như Ferrari, Porsche đồ, như Ferrari thì họ có một cái gì ạ? Vậy người Việt Nam mình giàu nên đi xe máy nhiều. Ok, cảm ơn bạn Hoàng. Như Ferrari đồ á, thì họ có như thế nào ạ? Họ có cả một cái công viên. Họ xây một cái công viên gọi là công viên Ferrari lớn nhất thế giới nằm tại đây. Bởi vì nơi đây là nơi mà tiêu thụ xe của họ rất là nhiều. Và họ xây dựng nguyên một cái công viên, đặt là công viên Ferrari. Thì nơi công viên đó nó có cái tàu lượn gọi là tàu lượn nhanh nhất thế giới. Ở đây thì họ làm cái gì cũng là nhất nhất hết á. Chợ vàng lớn nhất thế giới, chợ gia vị lớn nhất thế giới, tòa nhà cao nhất thế giới, đảo nhân tạo lớn nhất thế giới. Họ làm cái gì họ cũng nhất hết á. Thì cái tư duy của họ nó rất là to, rất là lớn. Những cái gì mà ở thế giới làm không được thì về Dubai phần lớn là làm được, vì cái tư duy của họ rất là lớn, cái tầm nhìn của họ rất là lớn. Và cái giới siêu xe, cái giới mua siêu xe là cái giới nhà giàu, là cái giới chủ của đất nước này. Cái giới mà đi du thuyền, các cái du thuyền mà lớn á, là giới chủ của đất nước này. Còn những người làm công, những người làm tư đồ ở đây á, thì họ vẫn có xe, họ đi toàn là xe, họ đi bằng tàu điện, xe máy rất là hiếm. Tìm trên đường phố lâu lâu thấy một xe máy rất là đỏ con mắt, và xe máy đó không phải là những người làm công đi, mà của những cái công ty mà họ mua, họ giao hàng nhanh, sở hữu của những công ty thôi. Họ giao hàng nhanh hoặc là họ giao thức ăn nhanh á, họ giao đến các cái nước, họ chạy luồn lách đồ cho nó lẹ. Hồi nãy giờ mình chia sẻ các bạn thấy có hữu ích không? Các bạn comment xuống. Các bạn có câu hỏi nào thì các bạn hỏi mình. Chứ hồi nãy giờ mình thấy mình nói thầy ơi đất nước Dubai tuyệt vời lắm thầy nhỉ, chỉ nghe qua lời kể của thầy cũng đã thấy hấp dẫn rồi. Vâng, bạn Tư Nguyễn, bạn Nguyễn Tuyền, nó rất là hấp dẫn, nó rất là tuyệt vời, cái này thì khỏi phải nói rồi. Các bạn nhớ chia sẻ cái đoạn livestream này nhé, các bạn chia sẻ đến cho nhiều người. Mình mới thấy có 27 bạn chia sẻ, những bạn khác sao các bạn không chia sẻ, không biết vì lý do gì. Và mình chia sẻ hồi nãy giờ các bạn thấy có tuyệt vời không? Lâu rồi vẫn khỏe chứ anh Duy. Bạn Trung Côn, ok, cảm ơn bạn Trung Côn rất là nhiều, mình rất là khỏe, mình mới livestream được. Bạn Nguyễn Linh, đất nước của họ chắc có nhiều người khởi nghiệp không thầy? Ok, cái câu hỏi của bạn Nguyễn Linh, đất nước của họ là mặc nhiên họ là những người làm chủ rồi. Đất nước của họ, họ sinh ra để họ làm chủ mà. Họ cái gốc của họ, cái gốc của những người Trung Đông nói chung là họ làm kinh doanh từ lâu rồi rồi. Họ ít làm công lắm, họ làm kinh doanh, họ buôn bán. Họ đó là lâu đời rồi, nó là còn không thì họ làm việc cho chính phủ. Còn cái nhân công mà đáp ứng cho nước họ hiện tại là các nước khác về, Ấn Độ về,
Bangladesh về, Pakistan về. Tại sao những cái công nhân Ấn Độ, Pakistan nè, Bangladesh họ làm công nhân ở họ nhiều? Con đường tơ lụa hình như tới đó, đúng rồi em, Chương nói đúng, cái con đường tơ lụa đi qua đó, đúng rồi. Họ giàu có và họ kinh doanh từ ngàn xưa rồi. Cái máu của họ là máu làm kinh doanh, máu làm chủ. À, chứ họ không phải là cái máu mà sinh ra đi làm công như mình. À, và tại sao công dân những cái đất nước đó về và họ chuộng công dân của đất nước đó? Bởi vì trời nắng. Nghe nói Dubai là con cái của họ học chung với những đứa con của Mỹ, Úc, châu Âu. Những đứa con Dubai có môi trường và chơi chung với những người con của đất nước giàu. Khi lớn lên tụi nó rất là ok. Bạn Hoàng Nguyễn nói đúng luôn á. Tại vì con có họ làm chủ nên họ cho con cái họ đi học với những con của đất nước giàu. Còn đất nước Israel được mệnh danh là quốc gia khởi nghiệp thì sao tại? Ok, cái đất nước Israel là một cái đất nước mà nó mới lập quốc sau này sau. Hồi kia nó không còn tổ quốc nữa. Và nó mới lập quốc và nó mới bắt đầu nó hình thành khởi nghiệp. Mình đang nói về Dubai nha. Israel là nó nằm xa cái khúc bên kia nữa. Thấy thầy công nghệ và nông nghiệp của họ như thế nào thầy? Ok. Từ từ mình sẽ nói cái khúc chỗ này bạn Nguyễn Vũ Linh. À. Vậy thì họ rất là giàu có. À, họ làm chủ và các cái xe Ferrari rồi đó. Thì các cái giới chủ họ mua, thứ nhất là họ mua nó như là một cái món. Tại vì khi mà chúng ta có tiền nhiều mà thì chúng ta mua những cái món hàng mà nó phải xứng đáng với ta. À. Bạn Dubai quá tuyệt vời. Câu hỏi là người Dubai kinh doanh khác doanh nhân Việt Nam như thế nào thầy nhỉ? Ok, cái câu hỏi này rất là hay. Và từ từ mình sẽ trả lời cho các bạn. Bạn Long Ở Bình nói câu hỏi này rất là hay. Đó. Các cái giới chủ đồ á, họ đi mua xe rất là xe xịn. Nó như là một cái món hàng trang sức của họ vậy đó. Và cũng như nó là một cái món mà họ thể hiện đẳng cấp của họ là họ làm chủ. Họ thể hiện cái đẳng cấp. À, nó là có xe mới ra là họ mua xe loại xịn, tức là họ mua một vài, họ mua chiếc này rồi xong vài năm sau họ đổi sang chiếc khác, họ đổi sang chiếc khác. Nó là hầu như các ông chủ ở đây họ có cả một cái bộ sưu tập xe, hoặc là họ sở hữu máy bay riêng, hoặc là họ sở hữu các cái du thuyền để họ thể hiện cái sự đẳng cấp của họ, cái sự giàu có của họ. Ok chưa? À, và phần lớn họ làm chủ và những người làm công. Tại sao những người làm công đến từ Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ? Bởi vì cái Dubai nói chung và tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nói riêng là họ là quốc gia sa mạc, quốc gia bị ảnh hưởng của sa mạc. Mà về sa mạc thì các bạn hiểu rồi đó, nắng thì nhiều. Như ở bên Dubai thì mưa là một điều xa xỉ đối với họ. Khó có mưa lắm. Một năm có thể là không mưa. Có những năm nhiều năm liền không mưa. Có những năm mưa 1-2 lần. Có những năm thì mưa 1-2 lần. Tức là mưa là một điều xa xỉ đối với họ. Nên là nắng thì rất là nóng. Ban ngày nhiệt độ lên có thể là 40-50 độ là chuyện bình thường. Và ban đêm nó xuống lạnh là chuyện bình thường. Tức là nhiệt độ ban đêm với ban ngày nó chênh lệch nhau kinh khủng. Nóng giảm xuống cái lạnh liền. Nên là họ rất cái khí hậu nó vô cùng khắc nghiệt. Và các bạn biết khi mà cái trời nắng nóng đó mà những người công nhân xây dựng đồ ở bên đó, những người trồng cỏ lau công đồ, những người quét đường đồ, họ vẫn chịu đựng được, họ vẫn làm việc được. Đó là những người đến từ Pakistan, những người đến từ Bangladesh, những người đến từ gì từ Ấn Độ, những người đó họ vẫn chịu nhiệt được, họ rất là tuyệt vời. Bạn nào hồi nãy giờ mới vào sau thì các bạn chào mọi người đi, các bạn comment lên để mình biết các bạn. Chào bạn Nhật Trường, chào bạn Thắm ở Bình Dương, các bạn ở đâu các bạn comment vào để chúng ta biết rằng là các bạn đang ở đâu. Và cái thứ hai nữa các bạn là nhớ chia sẻ live stream của mình. Bạn nào xem live stream thì chúng ta nhớ chia sẻ. Mình rất thích cái phong cách đó, vì chia sẻ là không phải một mình bạn nghe mà bạn còn giúp cho nhiều người khác nghe cái live stream này nữa. Nó là mình mong các bạn hãy xem và chia sẻ về để có nhiều người cùng nhau biết cái live stream này. Cùng nhau chúng ta kết nối và chúng ta cùng nhau làm bạn với nhau. Điều này thì nó rất là ý nghĩa. Vâng. Và những cái người công nhân họ đến từ Palestine nè, từ Bangladesh nè, từ Ấn Độ nè, họ chịu nóng nắng rất là giỏi.
Và mình nói với các bạn rằng là chúng ta ở đất nước Việt Nam này, khí hậu chúng ta nó rất là tuyệt vời. Nhiệt độ của chúng ta, cái nắng nóng nhất của chúng ta nó cũng không se nhê về cái của ta. Quanh năm chúng ta thì trời mưa, khí hậu thì rất là mát mẻ. Bên người ta vô cùng khắc nghiệt. Nhưng mà người ta rất là thành công và giàu có. Ông nào mà ở Việt Nam chúng ta mà làm biếng lý do này lý do kia, quăng các bạn qua Dubai, các bạn làm công chừng 2 năm các bạn về đây là các bạn sẽ quý đất nước Việt Nam chúng ta kênh kinh 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 khủng. Thời tiết giống Đà Lạt, sáng nóng tối rét. Và các bạn biết mà đi mà nhìn mà nhìn trên đường phố ở đó mà đi ra khỏi thành phố một cái đi ra ngoài nhìn đó, nó chán không thể tưởng được. Cát cát không là cát cát sa mạc á, không có một bao cây và có cái cây nào thì nó khô nó cằn. Và nó bằng phẳng, nó không có sông ngòi, sa mạc mà không có núi, không có cây thì đồng nghĩa không có sao ngòi. Nước của họ là họ lọc từ nước biển vô, họ lọc từ nước biển để biến thành nước ngọt dùng. 90% toàn bộ hệ thống nước là lọc từ nước biển. Và 10% nước còn lại là từ đâu à? Lọc từ hệ thống nước sinh hoạt của chúng ta ra đó, lọc từ hệ thống nước sinh hoạt của chúng ta ra đó để mà dùng. Cái khách sạn đồ mà nó có trồng cây thấy thương lắm các bạn ơi, cây xanh bên đó là xa xỉ, rất khó để trồng cây xanh. Các khách sạn trồng cây thương thương lắm, các bạn thương không? Cây luôn luôn có cái chậu. Khí hậu chán thiệt chứ, đúng rồi, khí hậu vô cùng khắc nghiệt nhưng mà họ rất là thành công. Nó là mình nói là đi một hồi rồi á mà thấy á, ở Việt Nam mà chúng ta không thành công và giàu có được á, mà nói chúng ta tệ không thể tưởng được, tệ lắm. Đất nước người ta rất là khó khăn nhưng mà người ta còn giàu có kinh khủng không thể tưởng được. GDP của người ta hiện tại là 70 ngàn đô trên đầu người. Việt Nam của chúng ta cả Sài Gòn này, các bạn, cả đất nước của chúng ta hiện tại khoảng có 2 ngàn đô trên đầu người. Các bạn thấy chán kinh không? Người Việt Nam chúng ta. Alo. Alo, các bạn ấy được được chưa ạ? Các bạn ạ, vừa rồi tự nhiên mình có điện thoại chút xíu. Ok, mình có điện thoại chút 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 xíu nên là bị dừng. Ok, các bạn đã theo dõi được chưa ạ? Mình đã theo 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 dõi lại rồi. Các bạn đã theo dõi được chưa các bạn ơi? Ok, ổn chưa các bạn ơi? Ok, ổn rồi. Mới có 39 lượt chia sẻ tại sao các bạn khác các bạn không chia sẻ? Các bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn nhớ làm quen với mình, chia sẻ Facebook về. Và các bạn nhớ là chia sẻ livestream về nữa. Đó. Ok. Để cho nhiều người biết, mời bạn bè mình vào xem để chúng ta cùng nhau nhau biết. Ok. Và nhớ kết bạn của mình qua Facebook nhé. Kết quả của cả hệ thống, đúng rồi bạn Trung Nhân, kết quả của cả một hệ hệ thống. Ok. Vậy thì tiếp theo là cái gì nữa ạ? Cái khí hậu nó rất là khắc nghiệt nhưng mà người ta vẫn rất là thành công và giàu có. Nước các bạn, nước 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 ngọt là xa xỉ đối với họ, nên là nước ngọt là phải lọc từ nước biển rất là khó khăn. Và hệ thống nước thải mà chúng ta thải ra là họ đưa vào hệ thống thải và họ xử lý lại hết, và cái nước thải nó đi tưới cây. Cây xanh là xa xỉ ở đó mà. Để có được một cái cây xanh đó, ở các khách sạn họ trồng cây xanh như thế nào, họ phải trồng trong một cái chậu để mà chúng ta tưới nước vào. Khi mà ngày nắng nóng quá thì phải xách cái cây xanh nó vào ở trong, tối đưa cái cây xanh ra ngoài để có được để có được cái gì có được một cái cây xanh là các bạn nó cầu kỳ không thể tưởng được. Và đất nước Israel họ đã phát minh ra, Israel cũng nằm ở những cái khu vực đó mà, họ phát minh ra một cái hệ thống tưới nhỏ nhỏ giọt á, nên là nhỏ nhỏ giọt các bạn là đúng cái nhiệt độ là tự nhiên nước nó giọt ra trong cái ống nước á, nó giọt ra, nó giọt đúng cái rễ của cái cây 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 đó. Tại vì nó đâu có nước đâu, như chúng ta tưới cây như thế nào chúng ta múc nước chúng ta đổ cái ào vậy. Chúng ta rất là hoang phí nước mà cái cây chưa chắc nó đã, tại vì ở đây chúng ta nước ngọt nhiều quá nên chúng ta hoang phí. Còn đối với họ thì sao đối với họ thì sao họ như thế nào nước á, họ phải tưới nhỏ giọt từng chút từng chút từng chút từng chút nè. Israel người ta đã phát minh ra được cái phương pháp tưới nhỏ giọt, và qua bên Dubai mình thấy toàn bộ những cây xanh đường phố đều phải nối liền với ống nước hết,
cứ thấy một cây xăng là chắc chắn là phải nối liền với một hệ thống dẫn nước nhỏ giọt thôi. Cát, bãi cỏ hay tất cả cái gì đều phải gì à? Phải nối với hệ thống nước nhỏ giọt hết. Hả? À, các bạn nên nhớ nó là vậy. Còn bình thường là không thể có được. À, nên là ở đất nước của Việt Nam chúng ta cây xanh là rất là tuyệt vời. Chúng ta có sông rồi, ở bên đó làm gì có mà sông. Sông mà họ đào, họ chúng ta thấy được đó là toàn là sông nhân tạo, và sông đó là sông nước mặn. Nó từ nước biển lên. Đó. Ok chứ, nó là hồi kia cách đây mà hơn 10 năm trước đó, mình có tiếp một cái khách người Iran, cái thời mình có cái công ty gỗ. Và khi mà họ qua Việt Nam mình á, à, họ qua Việt Nam mình và mình cứ dẫn họ lên cái xưởng gỗ mình á, thì họ đi sang cái cầu Bình Triệu, họ nhìn cái nước với cầu Bình Triệu mà cái sông của bên mình là sông nước ngọt, mà nó có cái cây lộc bình rất là nhiều. À, cả hệ thống đối trời để giữ xương lấy nước, và ban đêm nữa thầy, nữa thầy. Ok. Các bạn nhìn chưa? À, và nó như thế nào ạ? À? Nó có cây lục bình ở dưới, thì họ đi họ hỏi mình, à dưới cái sông này nó có cái cây gì vậy? Mình nói cái cây lục bình, nhưng mà nó như thế nào ạ? À? Nhưng mà họ rất là bất ngờ. Tại vì sông của họ là sông nước mặn, nên nó chả có cái cây gì hết á. À, và hai bên đường nó cũng không có cái cây gì hết á. Nên là mình nói là ở đất nước mình á, sông suối đồ của mình á, nó tuyệt vời lắm. Ở đất nước một khí hậu sa mạc như họ nó khắc nghiệt kinh khủng. À, nên rau rác. Nói về công nghệ, thầy ơi công nghệ gì em nói về công nghệ gì ạ? Và cây cỏ rau rác chăn nuôi với họ là nó rất là khó khăn, chỉ có con lạc đà nó mới chịu nổi cái khí hậu đó thôi. À, còn khi mà chăn nuôi trồng cây trồng cỏ là nó như thế nào ạ? Họ phải gì ạ? Họ phải đầu tư rất là lớn, nên là bạn nào qua bên đó mà đầu tư mà trồng trọt được chăn nuôi mà rau rác thì các bạn giàu chắc luôn. Tại vì 90% nông sản rau rác của Dubai là nhập. À, bởi vì tại họ không có làm được cái đó, họ rất là khuyến khích. À, nhưng mà đầu tư cái đó là một cái rất là kỳ công. À, 90% là nhập hết. À, bạn nào qua bên đó mà giải quyết được cái vấn đề này là khỏi phải bàn luôn. Ok, giờ tuy nhiên đất nước họ hiện tại đang rất là giàu có. Phần lớn chúng ta Việt Nam mình là rừng vàng biển bạc đầy thuốc men, nhưng lại chết trên đống thuốc bởi vì nước họ mới quý Việt Nam mình hơn. Ok. À, thông thường thì theo nguyên lý cuộc sống mà, cái gì chúng ta dễ dàng có thì chúng ta lại không dễ dàng bảo vệ, và chúng ta không dễ dàng, bởi vì cái gì chúng ta dễ dàng có là chúng ta như thế nào ạ? À, chúng ta lại dễ dàng khinh thường nó, chúng ta dễ dàng không quý trọng nó. Cái gì chúng ta nỗ lực để cho ta có thì chúng ta muốn. Cái nguyên tắc trong cuộc sống nó là vậy. Nó là bài học mà chúng ta phải học ra được, rằng là đôi khi những cái điều nó dễ dàng đối với chúng ta thì chưa chắc chúng ta đã là người thành công được đâu. À, mình muốn gửi đến các bạn cái thông điệp nó như vậy. À, đôi khi nó là các bạn thấy sức lực của con người của chúng ta nó rất là tuyệt vời. À, đôi khi chúng ta cứ đi tìm kiếm cái sự dễ dàng, tuy nhiên cái sự dễ dàng nó ở ngay bên chúng ta mà nhiều lúc chúng ta không có biết. À, nhiều lúc chúng ta cứ đi tìm kiếm cái sự dễ dàng. À, đất nước của chúng ta khí hậu nó rất là khắc nghiệt. Các bạn biết là thế mà họ làm ra một cái đại lộ nối từ Dubai sang cái quốc gia Abu Dhabi á, mà mình nói cái quốc gia giàu có, một cái đại lộ nó đẹp không thể tưởng. Đại lộ lớn và to, và dọc đường họ trồng cây hết. Và dĩ nhiên các bạn biết không, dưới những cái hàng cây đó chính là hệ thống nước tưới nhỏ giọt. Nước đó đâu phải ở đâu cộn có, nước đó là truyền từ nhà máy nước thải qua. À, và họ trồng cây và họ trồng cả một cái đại lộ, hoa nở không là hoa, họ bảo vệ nó như vậy đó. Bạn thấy không ạ? À, nó là mới thấy rằng là họ nỗ lực và họ làm và họ cố gắng vì nước da quỳ quốc gia họ. Nó là đã nói là cái cây xanh của họ là xa xỉ, bông hoa đối với họ là xa xỉ, mà nước ngọt đối với họ là xa xỉ, tất cả sông ngòi đối với họ là xa xỉ, toàn bộ những cái điều đó đối với họ là xa xỉ hết. Nhưng toàn bộ những điều đó, các con vật thú nuôi thả rong ngoài đường như chúng ta đã thấy, đó là xa xỉ.
ở ta thì đầy, đi ra đường là cây xanh, đi ra đường là cây trái, sông ngoài thì chúng ta đầy, nhưng mà ở ta thì như thế nào? Sông ngoài chúng ta làm cho nó ô nhiễm đi, nước ngọt của chúng ta thì đầy, chúng ta làm cho nước ngọt ô nhiễm đi, dơ đi. Cây trái chúng ta thì đầy, chúng ta chặt phá hết. Chim thú muôn thú chúng ta săn bắt hết ở bên nọ, có được chim bồ câu, các con thiên nga rồi kia, họ giữ kỹ hết, họ giữ vô cùng kỹ, không ai săn bắt bắt những cái con đó hết. Nó là qua những cái điều này để các bạn thấy rằng chúng ta cần quý và trân trọng những gì chúng ta đang có. Rồi bây giờ mình lại nói tiếp tới vấn đề khác. Cả cái Ả Rập thống nhất nó gồm 7 quốc gia luôn đó, nó chỉ có 650 km bờ biển thôi. Họ chỉ có 650 km bờ biển thôi. Và ở chúng ta, các bạn thấy chúng ta có hơn 2000 km bờ biển, các bạn thấy dọc theo bờ biển chúng ta là bờ biển không, rất là đẹp. Và riêng cái Dubai á thì chia ra lại họ còn cái lượng bờ biển cực kỳ bé, mà để thu hút được khách du lịch á thì chúng ta cần phải có biển. Và thế là họ mới tạo ra các cái đảo, cái cây cọ, các bạn á, tức là lúc đầu á là họ làm ra để mình lấy cái tờ giấy ra, các bạn chờ mình ha, chờ mình để mình lấy cái bảng ra để mình vẽ lên để cho các bạn hình dung nha. Các bạn ngồi đây, các bạn chờ mình nha, mình lấy cái bảng ra để mình vẽ lên trên cái bảng để các bạn hình dung. Ok, mình lấy cái bảng ra để các bạn hình dung ra không? Lấy bảng ra để các bạn hình dung. Lấy cái bảng ra để cho bạn hình dung. Vậy thì bây giờ các bạn có nhìn rõ cái bảng không? Để mình vẽ trên cái bảng để các bạn hình dung ha. Ok, các bạn có thấy rõ cái bảng của mình chưa? Các bạn thấy rõ cái bảng ha. Vậy thì để mà phát triển du lịch đó thì bắt buộc chúng ta cần phải có cái bảng. Để phát triển du lịch đó thì bắt buộc chúng ta cần phải có biển, đúng không ạ? Biển, ok, và mình vẽ để cho bạn hình dung. Thì họ, cái quốc gia họ bé quá và biển nó không có nhiều, và cái bờ biển thì nó phải đẹp thì khách nó mới về, nó mới hút về. Khách mới hút về. Thì nhà vua của Dubai á, nhà vua của Dubai á, ổng mới ra một cái dự án là làm sao chúng ta như thế nào, chúng ta xây một cái bờ bao. Ví dụ cái bờ biển nguyên thủy của họ nó có là ở trong này, đây là cái bờ biển nguyên thủy của họ có, và họ muốn xây một cái bờ bao này, bờ bao rộng hết nè, bờ bao rộng nó như vậy nè, để gì thì để ở trong đây nó cũng là bãi biển này, các bạn hình dung chưa, ở đây nó cũng là bãi biển nè, và ngoài đây nó cũng là bãi biển nè. Để họ làm nhân tạo các bạn, để bãi biển nó nhiều ra. Tuy nhiên khi nhóm kiến trúc sư họ làm cái bờ bao này á, thì toàn bộ bờ bao này nó chỉ có 7 km thôi, 7 km thôi, 7 km, 7 km thôi. Vậy thì chỉ có được gì 7 km trong này nữa là thành gì ạ? Thành có gì ạ? 7 km nó là thành 14 km bờ biển nữa, tức là cái bờ biển nó sẽ rộng ra. Bên ngoài này 7, ở ngoài này 7 là thành 14, đúng không? Ở phía trong này là 7 km nữa là nó thành 14. Thì cái nhà vua ổng nói là tại sao có 7 km mà không nghĩ ra cách nào nó là phải 70 km hoặc là nhiều hơn nữa. Các bạn có nắm được cái chỗ này chưa? Cái này á. Và thế là cái nhóm kiến trúc sư nó ngồi, nó mới suy nghĩ, và nó lấy ý tưởng của hình cây cọ. Các bạn dùng ra điều này chưa? Hình cây cọ. Và cứ mỗi này nó ra một cái nhánh lá cọ. Mà họ vô chưa? Nhánh lá cọ. Ok chưa? Nhánh lá cọ. Nhánh lá cọ. Nhánh lá cọ. Các bạn làm chưa? Và mỗi bên được 8 lá cọ, hai bên là 16 lá cọ. Và 16 lá cọ với tương đương, các bạn thấy không ạ? Tương đương bên đây là bờ biển hết. Bờ biển hết.
bên này cũng làm bờ biển hết. Và ở trên thân cây cỏ này, thân cây cây cỏ này, trên thân cái cây cỏ này đó là xây các cái công trình rất là lớn. Ở trên này là xây các cái biệt thự nhà. Mặt hướng ra đây, mặt hướng ra đây, mặt hướng ra đây mà. Đây nè. Đó đó là biển. Biển. À ok chưa? Và thế là cái lượng này, các bạn thấy không? Cái lượng km bờ biển này này, ở những cái này nè, nó tăng lên đột biến luôn. Nó tăng lên vô cùng nhiều chưa luôn. Các bạn có hình dung đảo cây cỏ chưa? Cái ý tưởng người ta xây ra được đảo cây cỏ nó là từ cái đó. À, các bạn hình dung ra cái này chưa? À, và thế là nó như thế nào ạ? À? Nó làm ra đảo cỏ và chính mình cũng đã đi vừa rồi trực tiếp mình đi lên cái đảo cây cỏ này. Và mình thấy ồ, cái công trình này nó vô cùng vĩ đại các bạn ơi. Nói chúng ta nói vậy nhưng mà nó rộng lớn lắm. Ok, đi chúng ta đi trên trực thăng á, ok, mà chúng ta nhìn xuống á thì chúng ta mới như thế nào ạ? Chúng ta mới thấy nó rõ ràng hơn nhiều. À, à, các bạn hồi nãy giờ thấy các bạn mình chia sẻ, các bạn thấy có tuyệt vời không? Các bạn comment xuống các bạn thấy điều này tuyệt vời. Và bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn như thế nào ạ? À, các bạn hãy chào đi. Chào đi ạ. Chào đi, làm quen đi. Bạn biết nghe gì kia, bạn XL là gì à? Bạn comment XL là gì à? À, à, các bạn chào đi và các bạn comment xuống các bạn thấy mình chia sẻ như thế nào để các bạn để mình cùng biết nữa. Và các bạn đã chia sẻ cái live stream này đến cho nhiều người chưa? Ok, cũng chúng ta cùng nhau bám vào. Ok, cái ý tưởng cái đảo cây cỏ nó là nó hình thành như vậy các bạn. Và các bạn biết có cái điều gì không ạ? Và khi người ta xây dựng cái căn nhà trên đây nè, và người ta xây dựng và bắt đầu người ta mua bán và nó đem cát trắng về nó đổ và bãi biển nó đẹp lắm các bạn ơi, đẹp mê hồn. Thực sự là chúng ta ở Việt Nam chúng ta hay nói cái câu là cái gì là làm nhân tạo nó không có ok, để thiên nhiên thì nó rất là ok. Tuy nhiên qua bên đó, sau khi mình nhìn cái công trình nhân tạo bên đó rồi á, thì nó như thế nào ạ? Mình có góc nhìn hoàn toàn ngược lại. Bởi vì ở bên ta cái công trình nhân tạo cũng ok, bởi vì chúng ta làm không có đến nơi. Còn ở bên đó họ làm đến nơi, nó đẹp không thể tưởng các bạn ơi. Nó đẹp mà nó là nó đẹp. Cái bãi biển của nó cát trắng và nó làm đê chắn sóng đó, nên là hầu như là sóng cực kỳ nhỏ và cực kỳ êm. Còn cái bãi biển chúng ta rất là đẹp, nhưng mà do chúng ta để với tự nhiên luôn nên là sóng nó lớn quá. Sóng nó quá lớn đi nên là chúng ta sẽ rất là khó để tận dụng cái bãi biển nó triệt để. Và mình cũng hay đi biển, mình là cũng là quê hương biển. Và mình ước thầm ước gì nếu những cái bãi biển của chúng ta và chúng ta chỉ cần biết can thiệp một chút xíu cái bàn tay con người vào thì bãi biển chúng ta đẹp vô cùng. Chúng ta phải kết hợp với thiên nhiên cộng với một chút xíu nhân tạo, kết hợp có nghệ thuật thì bãi biển chúng ta đẹp vô cùng. Và trên cái đảo cọ mà mình nói với các bạn này, trên đảo cọ này này, họ xây các cái căn biệt thự và bắt đầu họ bán. À, họ bán, ok chưa? Và họ bán như thế nào ? Họ bán 3 triệu đô một căn. Và các bạn biết trong vòng 72 tiếng đồng hồ, các bạn biết 16 cái lá cọ này nó kinh khủng lắm, nó nhiều lắm. Nói vẻ nó là một cái khu rất là rộng lớn, chúng ta phải đi trực thăng chúng ta mới nhìn được. À, trong 72 tiếng đồng hồ họ bán sạch hết, không còn một căn nào hết. À, và họ như thế nào ? Và cho tới hiện tại thì trung bình một cái căn này là khoảng 10 triệu đô la mà không có để mua. Và những người mua ở đây là toàn là những người siêu giàu, họ cực kỳ giàu có, họ đến từ khắp tất cả các quốc gia khác và họ giàu có vô cùng, họ rất là giàu có các bạn. Và đảo cọ này các bạn thấy trên hình thì các bạn thấy một cái, nhưng mà nó thực sự nó tới mấy cái lận, nó đang xây tới 3 cái đảo cọ lận. Và hiện tại họ đang xây tiếp một cái đảo gọi là đảo thế giới. À, ok, hồi nãy giờ mình chia sẻ các bạn thấy có tuyệt vời không? Các bạn comment xuống sau, không ai thấy các bạn nói gì hết, các bạn không nói gì hết. À, các bạn comment nghĩa là các bạn đang truyền năng lượng cho mình. À, các bạn tạo khu biệt thự công trình hạng 7 sao kiểu như ông Vua Ượng đầu tư bên Vincom Thủ Thiêm có tòa nhà 81 tầng. À, ok, những cái công trình của Vincom thì mình thấy nó... so với họ thì nó không có đẳng cấp gì hết. Ok, cô nhìn cái khu của Vinhome mình nhìn thấy nó không có sang, mình nhìn thấy nó giống một cái
cái khu nói thì nó đáng nhìn thấy nó giống một cái khu gì đó, ok chưa? Nó nhìn giống một cái khu nó không có đẳng cấp. Cái khu nó đẳng cấp nhưng mà ông xây lên riết rồi mình thấy nó chả có đẳng cấp gì hết, ok chưa? Nó giống như một cái đám rừng. Ok chưa? Nó là người ta thiết kế nó rất là đẹp và nó đẳng cấp, nó đẳng cấp từ cái khu nhà, từ cái cách trồng cây và từ cái cách thiết kế luôn. Nó vô cùng đẳng cấp. Và hiện tại người ta đang làm một cái đảo nhân tạo và gọi là khủng nhất, gọi là người ta gọi là đảo thế giới. Đảo thế giới. Đảo thế giới là gì? Là trên cái quần đảo đó nó xây dựng theo mô hình của năm châu lục: châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, ok, châu Đại Dương. Là trên cái đảo hoàn toàn nhân tạo làm giữa biển các bạn. Là gì ạ? Là cái mô hình của năm châu lục. Và khi cái mô hình của năm châu lục đó thì trong mỗi châu lục đó người ta xây dựng từng quốc gia luôn. Như dụ Việt Nam chúng ta hình chữ F, người ta sẽ xây ra một cái khu hình chữ F. Và người ta sẽ bán cho các bạn thấy người ta kinh doanh bất động sản mà. Người ta giàu có từ việc kinh doanh bất động sản, người ta sẽ bán cho những cái người muốn sở hữu những cái quốc gia. Nôm na nó là vậy, những cái quốc gia nhỏ trên cái đó. Nó là những cái công trình nhân tạo mà ở đâu làm không được đó, thì tới Dubai người ta làm được. Khi mà cái công trình người ta lấp biển đó mà người ta làm cái đảo cọ như các bạn thấy đó, là người ta khai thác đá và người ta bóc từng cục đá người ta bỏ xuống, người ta tính toán và cứ bóc từng cục đá bỏ xuống và người ta làm cái đề chân sống hay lắm các bạn ơi, cái đề chân sống hay lắm. Người ta làm như cái dạng hình con ốc đó, mà người ta xoắn vào, khi mà sóng nó vào nó gặp những cái hình con ốc đó thì nó bị triệt tiêu đi. Người ta nghiên cứu kết hợp với thiên nhiên thì có vẻ đẹp hoàn hảo, đúng rồi. Chúng ta để thiên nhiên không á thì có những cái nó rất là đẹp, nhưng mà có những cái chúng ta cần phải có một chút bàn tay con người can thiệp vào thì tự nhiên nó rất là hoàn hảo. Còn để mà mỗi thiên nhiên không á mà nó có hoàn hảo không á thì hiếm lắm. Bởi vì bản chân thiên nhiên nó có chọn lọc tự nhiên. Và để nó có được một cái số hoàn hảo đó nó cực kỳ hiếm và chúng ta bảo vệ nó rất là khó. Còn với bên Dubai thì người ta cảm nghiệm ra cái vấn đề đó và thiên nhiên cộng với bàn tay của con người vào và làm cho nó đẹp hoàn hảo lên thì nó rất là tuyệt vời. Và họ có cái khách sạn, khách sạn hình cánh bướm đó, các bạn thấy chưa, nó rất là nổi tiếng đó. Thì cái này cũng đã lâu rồi. Cái nhà vua Dubai ổng ra giống như là khi mà chúng ta đến một cái đất nước thì nó phải có một cái công trình nào đó là cái công trình điểm. Ví dụ như chúng ta đến Paris thì chúng ta có cái gì ạ? Các bạn comment xuống ạ. Nếu mà chúng ta đến Paris thì chúng ta có cái gì ạ? Nếu mà chúng ta đến London thì chúng ta có cái gì ạ? Và chúng ta đến, nếu mà chúng ta đến Singapore này thì chúng ta cần phải có cái gì ạ? Và khi chúng ta đến Sài Gòn này thì chúng ta cần phải có cái gì ạ? Và đây là cái ý tưởng của Dubai. Vậy thì đến Dubai là có cái gì là điểm nhấn của Dubai ạ? Và thế là họ suy nghĩ đi, họ suy nghĩ lại. Và ông nhà vua của Dubai á, ông mới yêu cầu các đội nhóm kiến trúc sư á, là phải thiết kế một cái gì đó. Đúng rồi, bạn họ nói Eiffel, Big Ben. Ok, Singapore là biểu tượng của gì? Sài Gòn là biểu tượng là cả gì? Nó có một cái biểu tượng. Và họ mới yêu cầu với cái nhóm kiến trúc sư và cái, đúng rồi, có một cái công trình điểm, đúng rồi, một cái biểu tượng gì đó. Ok, các bạn nào đang xem thì các bạn comment, các bạn hỏi mình những câu hỏi và chia sẻ livestream này đi. Các bạn không hỏi không gì hết thì mình nói một hồi, mình nói tự nhiên mình mất năng lượng các bạn ơi. Là các bạn phải chia sẻ, nói chuyện, comment, hỏi những câu hỏi đi. Còn không tự nhiên mình mất năng lượng cái mình không có chia sẻ, nó hứng thú được và tự nhiên cái bài thì nói chuyện nó mất hay đi. Ok, đúng rồi, ở Sài Gòn của chúng ta là Bến Thành, đúng không? Ok, là chợ Bến Thành. Đúng rồi, còn cái gì nữa các bạn, còn cái gì nữa mà Singapore thì là gì Sài Gòn có Bitaco. Ok chưa? Bitaco thì ấy thôi chứ cái công trình của Bitaco thì thấy nó tạm được thôi, chứ có Bến Thành thì được, đó là cái công trình xưa. Ok.
Ok các bạn. Vậy thì cái nhóm kiến trúc sư họ mới suy nghĩ, họ suy nghĩ hoài. Thì họ chưa ra được những cái gì đặc biệt xuất sắc hết á. Ok, họ chưa ra được một cái gì xuất sắc hết á. Thì cho tới một ngày họ nằm trên bãi biển, họ nhìn và họ thấy một cái cánh buồm. Cái cánh buồm của một cái con thuyền buồm đi ngoài biển. Và từ đó họ mới ra được cái idea, một cái ý tưởng, đó là thiết kế một cái khách sạn hình cánh buồm. Thì chia sẻ cổ phiếu đi. Ok, bạn Nguyễn Nhật, ok chưa? Đang chia sẻ về du lịch Dubai. Tối nay là chỉ tập trung vào cái chủ đề đó. Và họ mới ra cái idea và làm sao cho chúng ta thiết kế một cái gì ạ? Một cái khách sạn hình cánh buồm. Và bây giờ các bạn thấy á, khi đến Dubai thì ai cũng phải đến chỗ khách sạn cánh buồm đó, và khách sạn cánh buồm đó là khách sạn 7 sao. Các bạn thấy hiện tại ở trên thế giới thì cái cao nhất là 5 sao. Dĩ nhiên nó chưa có hạng 6 sao, nó cũng chưa có hạng 7 sao. Nhưng nó ở đâu ra cái khách sạn 7 sao? Thì khi người ta thiết kế những cái tiêu chuẩn trong đó rồi á, rất là tuyệt vời trong đó rồi á, thì người ta như thế nào ạ? Người ta mời những cái chuyên gia đánh giá các cái thứ hạng sao trên thế giới về và tới đó trải nghiệm. Và khi trải nghiệm xong thì các chuyên gia đó họ mới thốt lên rằng nó phải xứng đáng cả 7 sao lận. Ok chưa? Nó xứng đáng cả 7 sao lận, chứ nó không phải là gì à? Không phải là 5 sao nữa. Ok chưa? Bạn Lê Minh Trương hồi nãy giờ mình nói rất là nhiều đó. Mình nói rất là nhiều, mình kể chuyện để các bạn nghiệm ra. Học cái gì thì mình đã chia sẻ trên Facebook rồi, và tối hôm nay các bạn phải nghiệm ra. Ok chưa? Tối nay không có liên quan gì tới sinh viên năm nhất gì đó bạn ơi. Các bạn hình dung ra chỗ này chưa? Và họ mới thiết kế ra cái khách sạn 7 sao. Và khi mà ai đến đây thì cũng chụp hình cái căn đó và xem cái đó là cái đẳng cấp. Cái đẳng cấp của đất nước Dubai. Biểu tượng của đất nước Dubai. Và sau đó họ bắt đầu họ xây những cái nhất, ví dụ như là cái tòa nhà Burj Khalifa đó, là hiện tại nó cao 164 tầng. Và vừa rồi mình lên tầng 124 rồi. Nó rất là cao. Và khi thiết kế xây một cái tòa nhà cao đó thì gần như là từ các cái công trình xây dựng, từ các cái công nghệ xây dựng đó là họ phải nghiên cứu rất là nhiều. Đó là, và ở Dubai thì hàng hà những cái tòa nhà cao như vậy, hàng hà những cái tòa nhà cái ốc của họ là nó rất là nhiều, và họ đang xây dựng nhiều vậy. Và hiện tại thì ở nước Ả Rập Xê Út á, người ta cũng đang xây một cái tòa nhà cao hơn cái tòa nhà này rồi. Họ đang xây và dự tính sắp tới là khánh tài. Thì Dubai họ luôn phải chiếm cái nhất đó. Nó là sắp tới họ lại xây tiếp một cái tòa nhà khác cao hơn cái tòa nhà này nữa, để họ luôn chiếm cái nhất. Và để kéo khách du lịch này về thì họ mới xây dựng cái hãng hàng không Emirates các bạn không ạ? Emirates á. Rồi mình cũng đi hãng hàng không 5 sao Emirates á. Hãng hàng không Emirates đó. Và cái hãng hàng không Emirates này là một trong những hàng không 5 sao và nó cực lớn. Hiện tại các bạn đi cái khu vực Dubai thì các bạn chỉ có hai hãng hàng không thôi. Một là hãng hàng không Emirates là bay trực tiếp của chính của Dubai luôn. Hai là hãng hàng không Etihad. Etihad là của đất nước của cái đất nước mà hồi nãy mình nói với các bạn là đất nước giàu có nhất trong cái chuỗi 7 cái tiểu vương quốc của Ả Rập Thống Nhất đó, là Abu Dhabi. Thì chỉ có hai hãng hàng không đó bay trực tiếp về đó thôi. Việt Nam Airlines chúng ta chưa bay trực tiếp về. Hiện tại mà các bạn đi Anh, đi Đức, đưa này kia, ngoài cái việc mà bay trực tiếp không có chuyến bay trực tiếp thì hầu như là chúng ta bay chuyển tiếp qua Dubai đó rồi mới đi chuyển tiếp đi.
Ok, họ xây hãng hàng không Emirates đó, rất là lớn, sân bay vô cùng lớn để thu hút khách về. Vậy thì khi mà một quốc gia giàu có đó thì chúng ta nó như thế nào ạ? Ok, bạn Mộng Thủy nói là làm sao đất nước mình giàu, giàu có. Về tài nguyên thiên nhiên của chúng ta thì chúng ta hơn họ hầu như là mọi thứ. Tuy nhiên chúng ta muốn giàu hơn họ thì nó đòi hỏi ở một cái cơ chế và chính sách. Cái đây là ở cái tầm vĩ mô rồi. Tuy nhiên mình không muốn đụng chạm đến những vấn đề vĩ mô, tại nó liên quan tới nhà nước, nó liên quan tới cơ chế chính trị, mình không muốn đụng chạm tới cái đó. Mình chỉ muốn là mỗi cá nhân của chúng ta nè, chúng ta phải thấy được cái lợi ích của đất nước của chúng ta và chúng ta vẫn làm thành công và giàu có trên đất nước mình. Tại vì đất nước của chúng ta nó tuyệt vời hơn, nó lớn hơn. Chào bạn Văn Tiền, nếu bạn lần đầu tiên biết mình thì bạn các bạn với mình đi. Đất nước mỗi cá nhân của chúng ta này, chúng ta đừng có lý do và chúng ta đừng có trông chờ vào chính phủ, hay là chúng ta đừng có trông chờ vào những cái việc kia rất là nhiều. Chúng ta thấy được cái lợi thế, lợi ích của đất nước chúng ta và chúng ta phải thành công và giàu có trên chính cái đất nước của mình. Chúng ta đừng cứ ngồi đó đổ thừa và lý do nữa, bởi vì về khí hậu, thiên nhiên, thổ nhưỡng, chúng ta quá tuyệt vời. Nên chúng ta hãy thành công và giàu có ngay trên đất nước mình. Và để thành công giàu có thì chúng ta phải là người làm kinh doanh. Ok chưa? Chúng ta phải làm kinh doanh. Bạn nói là người Việt Nam chúng ta đa phần đều có tài. Ok chưa? Cái này thì mình không có dám xác nhận, bởi vì nếu chúng ta có tài thì tại sao chúng ta vẫn còn chưa thành công và giàu có? Chúng ta vẫn là nằm ở vùng trũng thế giới. Hay là nhiều lúc chúng ta cứ nói theo cảm nhận và chúng ta tự sướng thôi. Dạ thầy, cho em hỏi điều gì tạo ra sự thành công cho người làm chủ ở Dubai? Ok, thì cái người làm chủ ở Dubai đã là người làm chủ thì họ luôn làm chủ được cái lĩnh vực của mình. Nghĩa là họ không có đổ thừa cho thời tiết, họ cũng không có đổ thừa cho đất đai, họ cũng không có đổ thừa cho chính phủ. Ok chưa? Người làm chủ là luôn phải biết cách vượt qua những cái khó khăn đó và để chúng ta thành công và giàu có. Ok, bạn Hoàng Nguyễn rất là tuyệt vời. Chúng ta bắt buộc phải thành công và giàu có. Chúng ta nhiều lúc chúng ta cứ trông chờ, chúng ta cứ trông chờ vào một người nào đó. Và cái hãng hàng không thứ ba mà chúng ta đến được Dubai đó là cái hãng hàng không gì ạ? Hãng hàng không Bangkok Thái Airways. Quan trọng là Thái Airways. Nhưng mà chúng ta muốn đi qua cái ngã Thái Airways thì chúng ta từ Việt Nam chúng ta đi Thái Airways, chúng ta phải qua Bangkok rồi chúng ta mới đi Dubai được. Nó là do Bangkok, do Thái Lan, người ta có chuyến bay thẳng trực tiếp đến đó và họ cũng giao dịch rất là mạnh ở đất nước đó, nên là cái nông sản của Thái Lan vào Dubai cực kỳ mạnh, bởi vì họ có chuyến hàng không đi trực tiếp đến đó. Và nếu mà chúng ta mà mở được thị trường nông sản vào Dubai thì chúng ta tuyệt vời, bởi vì đất nước họ 90% nông sản là nhập khẩu, và Thái Lan họ rất là thành công trong vấn đề này. Mình không biết tại sao Vietnam Airlines chúng ta chưa có chuyến bay thẳng đến Dubai thì mình không biết, nhưng mà cái lượng khách như vừa rồi mà mình đi Dubai là hãng hàng không Emirates đi á, là cả chuyến bay đi và cả chuyến bay về họ đi cái chiếc bay Boeing bự nhất và đều full khách hết. Đều full khách hết, đầy khách hết. Thì mình không hiểu tại sao Vietnam Airlines chúng ta chưa mở những cái chuyến này thì mình cũng chưa rõ được. Vậy thì những cái điều kiện khác như vậy mà họ vẫn thành công và họ giàu có. Vậy thì các bạn thấy không ạ? Chúng ta cần phải học hỏi nhiều quá đi chứ. Vậy thì họ dân tộc gốc của họ mà, họ chỉ có khoảng 1 triệu dân thôi, là dân tộc gốc của họ thôi. Còn lại là hơn 8 triệu dân lại là toàn là những người đến từ các nước khác. Và chủ yếu là đến đây để làm công. Họ đến đây để họ làm công. Vậy thì người dân tộc gốc họ làm kinh doanh không à? Và họ có một cái điều luật rất là tuyệt vời, đó là luật bảo trợ. Các bạn ghi vào đây là luật bảo trợ. Luật bảo trợ là như thế nào ạ? Là
tất cả những nhà đầu tư nước ngoài muốn đến làm ăn với Dubai thì phải gì ạ? À? Phải thông qua một người dân tộc gốc của Dubai bảo trợ thì mới mở được công ty. Mà muốn bảo trợ thì như thế nào? Thì chính cái người dân Dubai đó, họ phải là người đứng tên, họ chiếm bao nhiêu cổ phần đó trong công ty đó. À, các bạn nhận ra đây, họ phải chiếm bao nhiêu phần trăm cổ phần đó. À, người Việt Nam của chúng ta thì cũng có làm công ở bên đó bạn Phú Cường, nhưng mà không nhiều. Phần lớn là chúng ta làm những cái việc ở trong nhà. Bên đó, bên họ hiện tại là đang là một đại công trường xây dựng cực kỳ lớn. Thì những người mà làm việc ở bên ngoài thì phần lớn là người Pakistan, người Bangladesh và người Ấn Độ, thì họ mới chịu nổi cái nhiệt độ đó. Người Việt chúng ta hầu như là ra không chịu nổi những cái nhiệt độ đó. Người Việt chúng ta bắt đầu cũng qua làm công ở đó, mà chúng ta làm những công việc khác ở trong, nó ít tiếp xúc với ngoài khí hậu ở bên ngoài hơn. Còn hầu như là người Việt chúng ta không chịu nổi, có nhưng mà không có chịu nổi như họ. Đúng rồi, không có đổ thừa cho hoàn cảnh bạn Ngọc Châu. Họ có một cái luật gọi là luật bảo trợ, nó là khi mà chúng ta muốn đầu tư làm ăn đó thì phải bắt buộc thông qua một cái con người ở đất nước họ, và họ có bao nhiêu phần trăm đồng ý là họ trả bỏ tiền rồi gì vào đó. Thậm chí họ không biết gì á, thì khi mà các bạn làm ăn thành công ở đất nước họ, hàng năm chia cổ tức thì họ có một cái khoản thu nhập mà họ hưởng, vậy người ta gọi là gì, là thu nhập thụ động đó. Nó là họ rất là nhiều tiền. Và một người như vậy á, một người như vậy thì họ có thể bảo trợ cho rất là nhiều công ty, và thế là nó như thế nào ạ? Như vậy là họ giàu thôi, không làm gì họ cũng sắm xe họ đi thôi. Vậy là Dubai ưu đãi cho người dân của họ, và bắt buộc kinh doanh ở Dubai phải do người Dubai đứng tên, chứ không phải là người ngoại quốc đứng tên sở hữu bao nhiêu phần trăm của công ty ngoại quốc. Đúng là chính phủ. Đúng rồi bạn Hoàng Nguyễn, trên xác. Bắt buộc phải là người công ty của họ đứng tên. Dĩ nhiên cũng có chúng ta nữa, nhưng mà người công ty của họ, người của họ là đứng tên chiếm tới 50% ở trong đó rồi, 51% ở trong đó rồi, chúng ta luôn 49% thôi. Dù họ không biết làm cái gì, thậm chí họ không biết đánh cái máy laptop rồi, họ vẫn là người làm chủ cái công ty đó. Nếu chúng ta muốn làm ăn ở đất nước đó, luật đó là luật bảo trợ. Họ bảo vệ người dân họ kỹ lắm. Các bạn thấy cái này tuyệt vời chưa? Nó rất là tuyệt vời. Và đất nước họ thiên về kinh doanh, họ luôn tạo ra các dự án kênh kinh doanh. Và rất là nhiều người nói rằng quốc gia họ giàu có là đến từ dầu mỏ. Nói như vậy nó hoàn toàn không chính xác. Dubai không phải là đất nước có nhiều dầu mỏ, và tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đó, người thống kê thì nó là đất nước có nhiều dầu mỏ nhiều thứ bảy thôi ở trên thế giới này, nhưng mà trước kia thôi chứ còn bây giờ thì không. Trước kia thôi thì bây giờ hoàn toàn không. Để mà nói cho các bạn biết, cái cơ cấu kinh tế chính, GDP chính của Dubai hiện tại là từ đâu? Thứ nhất là từ ngành công nghiệp nặng, nghĩa là họ có những cái nhà máy chế luyện thép công nghiệp cực kỳ mạnh và gần như là khổng lồ. Vậy thì nó như thế nào ạ? Gần như là khổng lồ. Nhưng mà họ không có cái mỏ sắt, mỏ thép, mỏ quặng như ta đâu. Họ không có những cái mỏ đó. Họ phải đi nhập quặng về hết. Họ nhập quặng từ bên châu Phi đồ về, và họ luyện ra thép, rồi bắt đầu họ mới xuất đi họ bán. Thì cái ngành công nghiệp nặng, như ví dụ như cái hãng nhà máy đóng tàu lớn nhất, cái cảng biển lớn nhất ở bên đó là cũng do các tập đoàn của Samsung rồi các bạn xây đó. Nếu mà các bạn đọc cái quyển của ông chủ tập đoàn Hyundai hoặc là tập đoàn Samsung, các bạn thấy đó. Và các tập đoàn đó nó lên được cũng nhờ một phần là họ góp phần từ bên kinh tế Dubai rất là nhiều. Và thế là cái ngành công nghiệp nặng của họ đóng góp GDP lớn nhất. Các bạn nhìn nha, cái ngành công nghiệp nặng của nó là GDP lớn nhất, nhưng mà họ không có mỏ quặng nha. Hoàn toàn không có cái mỏ quặng gì liên quan tới đó nha. Cái thứ hai là về lĩnh vực gì ạ? Về lĩnh vực là
thương mại. Đó. Thương mại là sao ạ? Họ tạo ra cái hãng hàng không Emirates cực kỳ lớn. Đó. Và cái cảng hàng không của Dubai đó là một trong những cái hàng không nhộn nhịp, một trong ba cảng hàng không nhộn nhịp nhất thế giới này. Và cảng biển của Dubai cũng là một trong ba cái cảng biển nhộn nhịp nhất thế giới này. Đó. Và cái cảng hàng không Emirates, cảng biển đó, mỗi một năm đó, mang về cho họ 50 tỷ USD. Đó là cái nguồn thu nhập thứ hai. Đó. Cái nguồn thu nhập thứ ba đó là từ tài chính và bất động sản. Đó. Họ xây ra những cái cao ốc, họ tạo ra các cái đảo cọ. Đó. Họ làm tới đâu là nó tuyệt vời tới đó. Các bạn hiểu chưa? Và họ bán bất động sản như vừa rồi mình nói, họ bán một cái biệt thự nó như vậy là 3 triệu đô. Đó. Và họ tạo ra như vậy và họ bán và họ rất là thành công trong việc kinh doanh bất động sản cho toàn thế giới này, cho giới nhà giàu của toàn thế giới này về mua. Họ không phải tạo ra bất động sản họ bán cho người dân đâu, họ tạo ra bán cho giới nhà giàu chuyên phân khúc vào cái giới nhà giàu trên toàn thế giới này mua. À. Và họ thu nhập từ du lịch. À, cái lượng khách du lịch đổ với họ ra là lớn kinh khủng. À. Các bạn hình dung chưa? À, họ thu nhập từ du lịch. Dầu mỏ của họ hiện tại chỉ chiếm bao nhiêu phần trăm ạ? Chỉ chiếm có 7% trong GDP thôi, thua cả Việt Nam của chúng ta. Việt Nam chúng ta dầu mỏ nó chiếm tới 11% trong GDP. Bạn hiểu chưa? Còn hiện tại Dubai thì nó chỉ có 7% thôi. Để các bạn nhớ cái tỷ trọng đó. Tuy nhiên trước kia thì đúng là dầu mỏ họ cũng khá nhiều. Tuy nhiên họ khác ở một quốc gia khác là họ khác như Venezuela, họ không giống như Venezuela. Venezuela chỉ bám vào dầu mỏ và sống từ dầu mỏ thôi. Và bây giờ dầu mỏ xuống thì Venezuela bị vấn đề liền. Còn Dubai, khi mà cái thời mà dầu mỏ họ xịn đó và họ đã biết dùng cái tiền từ dầu mỏ đó để họ như thế nào, họ phát triển một cái nền kinh tế gọi là nền kinh tế bền vững. À, và ngày hôm nay thì hầu như họ không phụ thuộc vào dầu mỏ nữa. Điện của họ phát ra là phải có từ nhiệt điện. Họ không có sông ngòi như chúng ta để họ có thủy điện. À. Và sắp tới thì họ xây dựng nhà máy điện hạt nhân. À. Các bạn ok chưa? Vậy thì vừa rồi những gì mình chia sẻ thì các bạn thấy nó có tuyệt vời không? Và các bạn tuyệt vời thì các bạn nói ra, điều này nó rất là tuyệt vời. Và các bạn nào có cái câu hỏi nào thì các bạn comment xuống. À, các bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn nhớ là chia sẻ Facebook này về và các bạn làm quen với mình. Nhớ các bạn với mình. À, đầu năm thì mình chưa chia sẻ về kinh doanh đâu, chia sẻ về những cái bài học trong cuộc sống thôi. À, ok các bạn ơi. À, vâng, rất là tuyệt vời. À, vậy thì cái có một số rất hay và cảm ơn thầy rất là nhiều. À, ok. À, cảm ơn bạn rất là nhiều. Các bạn có muốn mình chia sẻ tiếp nữa không? Bạn nào muốn mình chia sẻ tiếp thì các bạn tiếp. Thực sự là hiện tại bạn nào mình gửi đến các bạn này, hiện tại bạn nào mà các bạn mà chịu khó các bạn đến Dubai, mình nói thật luôn. À, các bạn chịu khó các bạn đến Dubai, à, các bạn làm việc ở đây thì một thời gian các bạn sẽ thành công và giàu có, chỉ làm xuyên thôi. À, các bạn sẽ thành công và giàu có, kể cả bạn qua đó bạn làm công mà cũng thành công và giàu có. Đất nước nó đang phát triển và nó làm một cái công trình xây dựng khổng lồ. Hiện tại các bạn, hiện tại mà các bạn đi qua Dubai, hiện tại các bạn đi qua Dubai, à, thì các bạn thấy nó đang là một cái công trình khổng lồ. Hơn 1/3 các cái cần cẩu xây dựng trên toàn thế giới này đang nằm ở Dubai. 1/3 các bạn, lớn kinh khủng vậy đó. À, nó lớn không thể tưởng tượng được. À, có một số bạn nói là hiện tại đi du lịch Dubai như thế nào, nó có những cái cách đi. Nếu mà cái cách đi đúng rồi, bạn Lê Minh Trương hãy một lần ít nhất trong đời đến Dubai, mình khuyên bạn như vậy, và biết đâu bạn có những sự thay đổi khác. Hiện tại đi Dubai bạn có hai cách đi. Một cách là các bạn book tour theo đoàn,
bởi vì nó phải làm visa. À, các bạn liên hệ với các công ty du lịch tổ chức tour đi Dubai và các bạn qua. Cái dạng thứ hai thì các bạn tự đi. Tự đi thì các bạn phải tự làm hồ sơ để xin visa. À, các bạn phải làm hồ sơ để xin visa. À, sau đó thì các bạn book vé máy bay, các bạn canh những lúc giá rẻ các bạn book đi. Tuy nhiên, các bạn hãy book đi vào những tháng tuyệt vời trong năm. Đó là bắt đầu từ tháng 10 cho tới tháng 3, tháng 4. À, là những tháng mà tuyệt vời trong năm, khí hậu nó tương đối vừa phải. Còn bạn bước vào tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì các bạn qua đó chắc là bạn dù không nổi, tại ban ngày nó nắng tới 50 độ lận. À, các bạn book vé bay đi thì qua hôm đó thì các bạn lên lên trên mạng, các bạn tự đặt book khách sạn trước. Hoặc là các bạn dùng các dịch vụ Airbnb để các bạn book dạng cái nhà xe cho nhà xe vào nhà dân ở. À, các bạn nên đi tàu điện, xuống sân bay thì có tàu điện, các bạn đi tàu điện trực tiếp vào trong trung tâm thành phố. Hoặc qua bên đó các bạn nào có Uber thì có các bạn cài sẵn cái tài khoản Uber. Thì các bạn book Uber các bạn đi. Để các bạn nắm được chắc cái giá của nó cho nó chắc hơn. À, anh cho em hỏi nếu đi Dubai thì tốn khoảng bao nhiêu tiền? Nếu các bạn tự đi. À, thì trong túi các bạn mình nói là nếu là đi trong khoảng 10 ngày và bạn tự đi thì trong túi bạn nằm cái giá, các bạn phải có cái giá là khoảng là 30 triệu để cho nó chắc. À, có trong túi khoảng 30 triệu. Các bạn đi tour vừa rồi thì mình đi tour, mình là người cũng hay tự đi rất là nhiều nước rồi, mình là thích cái máu, mình là máu tự đi. À, ngoài du lịch bất động sản ra, Dubai còn có dịch vụ và sản phẩm hữu hình phát triển Dubai được không? Ok thầy, được bạn Hoàng ơi. À, mình thì là người mà thích tự đi hơn là thích đi theo tour. À, tuy nhiên, à, các bạn nào đó, à, các bạn nào đó mà một mình hoặc là đang là độc thân thì mình khuyên các bạn là nên tự đi, đừng có đi theo tour. À, à, đúng rồi bạn Lê Minh Trương, tự trải nghiệm thì nó hay hơn nhiều, đúng. Tuy nhiên khi các bạn đi với gia đình thì bắt buộc các bạn phải book tour. À, đặc biệt là đi với gia đình có vợ con, à, có con nữa thì bắt buộc các bạn phải book tour, không có nên đi tự trải nghiệm. À, bởi điều đó là không có tốt. À, bởi vì con cái, tức là một mình chúng ta thì chúng ta ngủ ở đâu cũng được, ở đâu cũng được. À, bạn hình dung chưa, lăn lạ ở đâu cũng được, quần áo rồi chúng ta thay đồ rồi ở đâu chúng ta chỉ cần chui vào nhà vệ sinh chúng ta tắm rửa là chúng ta thay đồ được. Còn chúng ta đi chung với gia đình vợ con cái thì chúng ta không như vậy được. Nên là bạn nào đi cả gia đình và con cái thì mình nói là các bạn nên book tour. À, mình khuyên chân tình nó là như vậy. À, ok, tự đi 10 ngày thì khoảng 30 triệu, đúng rồi bạn Ngọc Châu, khoảng nó như vậy thôi. Thì mua vé máy bay đi qua đi lại nó cho nó hết cả 1.000 đô rồi. À, chưa khoảng vài trăm đô, tức là nó bay hết khoảng 15 triệu rồi. Tại vì đi vé máy bay từ đây qua đó thì chúng ta chỉ có hai hãng thôi, một là hãng Emirates, hai là hãng Etihad thôi, chứ nó không còn có hãng nào khác nữa hết. Còn lại là những cái chi phí kia. Và nếu các bạn từ đi thì các bạn nhớ quăng theo một số mì gói, bởi vì bạn nào không dễ ăn thì cái nói chung đồ ăn ở bên đó nó khó ăn hơn ở ta. À, họ ăn nó là nhớ quăng mì gói theo là nó chắc nhất. À, và cái chi phí ở bên đó thì cái chi phí cái cuộc sống nó khá cao. À, nó không phải như thu nhập của chúng ta, tại bên đó người ta thu nhập rất là cao. Nên là các bạn nào độc thân, đi một group cùng độc thân với nhau thì nên đi. À, còn các bạn nào đi với gia đình thì bắt buộc không tự đi nha, mà các bạn phải book tour. Đó, các bạn nào còn hỏi mình cái câu hỏi gì nữa thì các bạn cứ comment lên các bạn hỏi. À, và bây giờ mình lại chia sẻ tiếp. Thì hiện tại họ đang là một cái công trình xây dựng rất là khổng lồ. À, và
nó là các bạn nào qua mà chúng ta có mục tiêu kinh doanh bên đó thì các bạn chỉ cần cung cấp, các bạn biết một cái công trình xây dựng gì á thì nó đi liền với hàng loạt những cái trang thiết bị khác, nhà cửa đồ họ xây dựng kinh khủng lắm. Mà đã nói là các cái cần cẩu đồ xây dựng đồ này kia nó chiếm 1/3 trên thế giới, hiện tại đang nằm ở Dubai mà, và họ còn đang xây dựng lớn lắm, họ đang xây dựng đảo thế giới, họ đang xây dựng các cái khu dân cư cực kỳ rộng lớn. Như các tập đoàn lớn như Microsoft đồ này kia là đã có ở Dubai hết rồi, họ đầu tư vào Dubai. Và một cái điều nữa là nhà đầu tư 100% nước ngoài vào Dubai á thì trước đây là 100% miễn thuế tới 50 năm các bạn. Họ miễn thuế luôn, và gần đây họ mới điều chỉnh gần đây họ mới điều chỉnh là nhà đầu tư nước ngoài thì hiện tại là đóng thuế 5%, chỉ có 5% thôi. Ok, khi mà chúng ta đi nhiều quốc gia thì chắc chắn là chúng ta học nhiều cái hay rồi, khỏi bàn rồi bạn chưa. Chúng ta đang, nếu mà chúng ta ngồi trong nước ngoài thì chúng ta giống như con ếch ngồi đá giếng á mà. Chúng ta đang ngồi, tức là chúng ta không đi thì chúng ta cứ như con ếch ngồi đá giếng thôi, và chẳng qua là chúng ta ngồi cái đá giếng nào thôi. Đá giếng A hay đá giếng B hay đá giếng B thôi. Khi mà chúng ta đi ra nước ngoài thì chúng ta thấy nó một cái góc nhìn khác. Và mình lại nói thêm ở một cái góc độ khác nữa, đó là cái gì ạ? Đó là ví dụ như vừa rồi mình vào cái chợ gia vị thì họ không phải là đất nước nông sản, nhưng mà cái chợ gia vị của họ là chợ gia vị lớn nhất thế giới. Và mình vào cái chợ vàng thì cái chợ vàng của họ cũng là cái chợ lớn nhất thế giới. Các bạn thấy nó thú vị mà, nó rất là thú vị. Họ làm cái gì họ cũng nhất thế giới. Cái tư duy của họ thì nó đã cài trong đầu của họ, nó là như vậy rồi. Và họ làm cái chợ nông, cái chợ gia vị của họ, ôi trời, 3000 gia vị, rất là nhiều loại gia vị. Và vào chợ chợ vàng cũng vậy, ui vàng 3000, vàng 3000. Và vàng ở đó thì đúng là rẻ hơn vàng của ta thật. Tuy nhiên cái gia công đồ thì làm ra thành phẩm thì nó mắc hơn. Vàng ký thì đúng là nó rẻ hơn, mà làm ra tới thành phẩm thì hóa ra nó mắc hơn ở ta. Bởi vì cái nhu cầu nhân công, cái nhân công của họ trả cao hơn. Họ trả cao hơn nên là làm ra thành phẩm thì nó lại mắc hơn, nhưng mà vàng ký thì nó lại rẻ hơn. Và một điều thú vị khi vào trong chợ thì một điều thú vị là cái gì bạn không? Đàn ông đứng bán không? Không có một chị em phụ nữ nào ló mặt ở đó, vì họ là quốc gia đậu hồi nên phụ nữ là ở nhà. Phụ nữ không có kinh doanh buôn bán nên ở những cái đất nước đó. Đàn ông cực kỳ giỏi, ôm mà họ dẻo miệng lắm. Các bạn thấy như ở đây chúng ta vào chợ Bà Chiểu, chợ Bến Thành thì các bạn thấy bạn toàn là đàn bà nữ bán, không có ai mà thấy nam bán, hiếm lắm, rất là hiếm. Bên đó thì họ là người ngược lại, toàn là đàn ông bán hàng không, toàn bộ đàn bán hàng. Nhưng mà một cái điều tuyệt vời là những cái anh đàn ông ở đây bán hàng, ảnh bán hàng ảnh chiều khách hàng lắm, ảnh nhẹ nhàng lắm. Mình dẫn con gái mình theo là Bambi đó. Ok giờ, và mấy anh là chiều Bambi, lại là cứng Bambi nữa. Rất là tuyệt vời. Còn mình thấy ở mình các chị bán hàng nhiều, các chị em bán hàng nhiều, mà chị em bán hàng mình thấy sát thủ quá. Mình nghĩ là chị em của mình hãy đi qua coi mấy cái anh chàng thương nhân ở Dubai và hãy học họ. Họ nhẹ nhàng lắm, họ tuyệt vời lắm, họ vui lắm và họ chiều khách lắm. Và mình chưa chứng kiến, mình qua đó mình chưa chứng kiến một cái anh nào mà ảnh chăn nhó hết. Và mấy cái chị bán hàng ở chợ Bà Chiểu hoặc là chợ An Đông của mình hoặc là chợ Thành mình sát thủ quá sát thủ đi. Còn ở bên đó thì họ bán hàng một cách rất là nhẹ nhàng, mua hay không mua, chọn hàng mua. Nhưng mình tới nè, mình cũng đâu có ý định mua, mình xem ok, họ rất là vui, rất là friendly. Họ một hai họ chào, nói chung là cái khả năng lấy lòng của khách hàng họ tuyệt vời. Cái khóa học đầu tiên trong năm mới của mình là vào ngày lớp miễn phí là vào thứ năm tuần này em, ngày 28/2 á, và lớp chính thức là ngày 3, ngày 4.
thứ bảy chủ nhật tuần tới này. À, bạn quan tâm thì các bạn inbox cái số điện thoại cho mình và số điện thoại của mình. À, nó là nói chung là thấy những cái anh đàn ông bên đó mình thấy rất là tuyệt vời. Ở bên mình thì vào mà buôn bán ở chợ rồi các gia hàng rồi thì chỉ có phụ nữ chứ không có đàn ông, hiếm có đàn ông lắm. Đàn ông của mình là chỉ phụ à. À, ok, đàn ông của chúng mình thì được phụ thôi. À, các bạn hiểu chưa? Chúng ta chỉ là như là những người phụ bưng bê, phụ đồ này kia, và chúng ta trường ra chúng ta buôn bán thì chúng ta còn à. Cũng có bạn Phú Cường ơi, ở đâu cũng có thách hết á. Họ cũng thách chưa lắm. À, phải trả giá. Ví dụ như là mình mua con lạc đà. À, mình mua con lạc đà cho bé Bambi thì họ cũng thách dữ lắm. Rồi trả giá, trả treo kính lắm. À, họ bán hàng nghệ thuật lắm. Nói chung là họ là người bán hàng điêu luyện. À, họ khôn lắm. Bây giờ mình ví dụ các bạn vậy, tại sao họ khôn? Họ, tụi mình đi vào cái chỗ thảm 34 á, phải nói công nhận là thảm 34 đẹp lắm các bạn. Lần đầu tiên trong đời mình cũng là người thấy thảm, lần đầu tiên trong đời mình thấy thảm đẹp vậy. Rõ ràng là thảm 34 nó nổi tiếng trên thế giới là đúng. Làm thảm đẹp không thể tưởng được. Thảm mà bằng sợi chỉ vàng các bạn, chỉ bằng vàng đó, và làm vô và tấm nó đẹp đốt không cháy. Vàng mà bằng thảm đốt không cháy, đẹp lắm. Và những cái tấm thảm đẹp lắm. Và họ cứ hỏi giá, mình cứ hỏi giá cho họ. Ok, họ cứ nói mình là mình trả bao nhiêu. Họ khôn lắm. Rồi họ đưa máy tính cho mình để mình bấm xem thứ mình muốn trả bao nhiêu. Tức là họ không có nói giá ra trước, họ cứ bắt mình là muốn mua bao nhiêu và họ có cái cách hỏi để làm mình trả giá trước. Bởi vì sao? Khi mà mình trả giá trước, ví dụ như là cái tấm thảm đó mà mình hoài mà mình vẫn không nói giá thì họ khô lắm. Họ chỉ một cái tấm thảm khác nó cũng gần gần đó, họ nói cái tấm thảm này là khoảng 3.000 đô. À, và họ hỏi mình là muốn mua cái này nhiều để họ biết cái ngưỡng. Tại vì khi nếu mà ví dụ như là các bạn mà nói là cái thảm này 2.000 đô, nghĩa là bạn đã chấp nhận trả 2.000 đô rồi. Các bạn hiểu chưa? Là họ nắm chắc là họ bán bạn được 2.000 đô rồi. Vậy thì họ đàm phán làm sao để được giá cao hơn. Đó là cái cách họ bán hàng họ không kinh khủng. À, còn nếu mà ép buộc họ phải nói là họ nói cái giá rất là cao, hoặc là họ chọn cái nào đó rất là cao để mà họ nói. À, các bạn họ hiểu chưa? Nên là họ là những người bán hàng cực kỳ điêu luyện. Đàn ông mà họ bán hàng giỏi quá. Bà hiểu chưa? À, và xong cái đợt này thì mình cũng ý thức ra được rằng là ở Việt Nam của chúng ta các anh đàn ông cũng phải nên bán hàng. Và ở đất nước đó là do đặc thù là đất nước đó là người nam là người đi kinh doanh mà người phụ nữ phải ở nhà thôi. Nên là các anh nam ảnh kinh doanh từ nhỏ tới lớn này và người ta làm kinh doanh không à. Người ta không đi làm công đâu. Người ta làm kinh doanh hết á. Và người ta có làm công thì người ta làm cho chính phủ thôi. À, nó là từ nhỏ. Ok chưa? Ngay từ nhỏ các bạn thấy, ngay từ nhỏ là họ đã kinh doanh rồi. Nó là họ chiêu khách và họ biết cách, họ biết cách để làm sao nắm ra được cái tâm lý khách hàng cực kỳ tuyệt vời. À, bạn Vũ ở mình thì cũng là do là mình bán hàng từ nhỏ bạn Vũ ơi. Cái do đặc thù là do mình bán hàng từ nhỏ nên mình quen bán hàng rồi. Mình cũng giống mấy cái anh đó, bán hàng từ nhỏ. À, họ rất là hay trong cái khâu bán hàng. À, và một cái điều là mình khuyên với các bạn, nếu mà bạn nào mà thích đi nước ngoài và muốn làm ăn nước ngoài thì mình khuyên các bạn là nên đi Dubai. Bởi vì cái nền kinh tế ở đây nó đang phát triển và cái tầm nhìn họ nó còn kinh khủng lắm và họ còn phát triển dữ lắm. Cũng như em thích bán hàng, học đó ở bán hàng. Ok, rất là tuyệt vời. Và nếu như mà các bạn muốn đi nước ngoài
và muốn để mà có cơ hội phát triển thì mình nghĩ là các bạn nên đến Dubai. Các bạn nào liên quan đến xây dựng, các bạn nào kiến trúc sư, các bạn nào bán hàng nội thất, ok chưa? Những cái liên quan trong một cái nhà thì các bạn cũng nên chọn Dubai, bởi vì nơi đây là một cái nơi đây là một cái trong những cái công trường xây dựng mà phải nói là nhộn nhịp bậc nhất thế giới này. Và cái cơ hội làm ăn ở đây nó phải nói là khỏi bàn cãi luôn. Đặc biệt bạn nào qua bên đó mà phát triển nông sản hoặc là đưa nông sản hoặc là đưa rau rác, các bạn giải quyết được những cái nhu cầu này thì các bạn cũng sẽ rất là thành công và giàu có. Tuy nhiên người Dubai họ kinh doanh rất là giỏi. Và họ là người quốc gia đạo Hồi. Hơn 90% dân số ở họ là quốc gia đạo Hồi. Và đã là quốc gia đạo Hồi thì thứ nhất là quốc gia đạo Hồi thì họ có năm trong năm yếu tố quốc gia đạo Hồi mà các bạn cần phải nắm, các bạn có muốn mình chia sẻ không ạ? Các bạn phải nắm. Các bạn có muốn mình chia sẻ cái chỗ này không ạ? Bạn nào muốn mình chia sẻ thì các bạn comment xuống, các bạn muốn mình chia sẻ ở cái chỗ này đi ạ. Có năm yếu tố trong quốc gia đạo Hồi và khi các bạn muốn đến đến đây thì các bạn phải nắm, phải hiểu. Còn không, và các bạn thích đạo Hồi thì ở những cái quốc gia này thì phần lớn là họ đưa đạo Hồi thành gần như là đạo của là gần như là luật của quốc gia đó luôn. Thứ nhất là đạo Hồi họ tin vào thánh Allah. Tôn giáo đạo Hồi thì họ tin vào thánh Allah. Thì thánh Allah là một cái tên gọi thôi, chúng ta gọi thánh Allah. Thánh Allah sẽ có những cái tên gọi khác nhau, như có người là nói là đấng sáng tạo cũng đúng luôn, có người là nói là đấng toàn năng cũng đúng luôn, có người là nói là Chúa Trời cũng đúng luôn. Các bạn biết là đạo Thiên Chúa giáo nè, đạo Anh giáo nè, Cơ Đốc giáo nè, đạo Công giáo nè, đạo Hồi là đều xuất phát cùng chung một cái tổ phụ gọi là Abraham. Trong Kinh Thánh cũng đã nhắc đến rồi, trong Kinh Thánh Thiên Chúa giáo đều là cũng nhắc đến rồi. Tuy nhiên đạo Hồi họ tin vào thánh Allah, và đã thánh Allah thì với góc quan điểm của họ thì thánh Allah là một cái vị thánh là không có, là chưa ai nhìn thấy hết. Chưa có ai nhìn thấy hết. Nên là họ đạo Hồi, các bạn thấy không ạ? Các bạn thấy họ không có chân một cái tượng gì hết đó. Họ tin vào một cái nhà tiên tri. Đó là nhà, họ nói là nhà tiên tri cuối cùng đó là Mohammed đó. Ok, thánh Allah chứ không phải là Hala, nhưng bạn Ngọc Châu thánh Allah, thánh Allah. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mỗi ngày họ cầu nguyện 5 lần, mỗi ngày họ cầu nguyện 5 lần. Và dĩ nhiên là tốt nhất là nên vào các đền thờ để cầu nguyện. Trong đền thờ của thánh Allah là không có, trong cái đền thờ nguyện là hầu như là không có cái tượng Phật đồ gì hết. Không có một cái tượng đồ gì hết. Giống như trong nhà thờ thì chúng ta có tượng Chúa, trong chùa thì chúng ta có tượng Phật. Còn nhà thờ đạo Hồi thì họ không có một cái tượng gì hết. Và họ luôn có một cái cây nến. Và cái nến hướng về hướng nào thì tất cả mọi người đều hướng về cái hướng đó. Để gì ạ? Để cầu nguyện. Và cái hướng cây nến đó chính là cái hướng của thánh địa Malacca. Cái thánh địa Malacca là nơi hồi kia của nhà tiên tri Mohammed. Cái thánh địa Malacca. Và cái thứ ba là một đời người, một đời người á mà đã theo đạo Hồi á thì ít nhất một lần họ phải hành hương về thánh địa Malacca. Ít nhất một lần trong đời phải hành hương, phải đi về nơi thánh địa Malacca. Đó là cái điểm thứ ba. Và họ hành hương về đây với cái gì ạ? Với cái kinh phí mà mình tự làm, chứ không được là xin kinh phí của người khác. Kinh phí mình phải tự bỏ tiền ra. Nó là người đồ Hồi, các bạn thấy hàng năm họ hành hương kinh lắm, đông lắm, vài triệu người về. Và các bạn thấy có những năm đi về đó rồi đông quá chen chúc đạp chết. Và cái thứ tư đó là họ luôn dành 10% để bố thí, giúp đỡ lại cho người khác.
À, ok, 10% bố thí để giúp đỡ lại cho người khác. Và cái thứ năm, à, và thứ năm là họ có cái tháng chay, à, có tháng tháng chay, à, họ ăn chay thì cả một cái tháng chay đó từ sáng cho tới tối là không có ăn một cái gì hết, không có được ăn một cái gì hết, cái đó gọi là tháng chay. À, các bạn vô, tức là những cái điểm về đạo hồi mà các bạn phải nắm. Một số bạn hỏi mình, à, ví dụ như là kinh doanh dịch vụ ăn uống bên Dubai thì như thế nào thầy? Ok, dịch vụ ăn uống bên Dubai thì kinh doanh tốt, tuy nhiên là nó không có dạng mà mở những cái quán hàng như quán phở đồ của bên ta, mà ở bên đó là chuẩn luôn, mở kinh doanh là phải chuẩn, tuy nhiên là làm như nhà hàng vậy đó, quán ăn đó là mở chuẩn như nhà hàng vậy đó, chứ nó không có cái gọi là cái quán chợ búa y như ta, cái tiêu chuẩn của đó, bởi vì tiêu chuẩn của đó họ rất là cao. À, à, nên là các bạn mà muốn kinh doanh quán ăn bên đó thì các bạn phải qua và đầu tư đúng theo đúng tiêu chuẩn của một cái quán ăn, giống như là các bạn hay vào trong các cái siêu thị, và các bạn thấy cái quán ăn trong nghiệp thì họ đầu tư chuẩn y như vậy á, tất cả các quán ăn mình ăn bên đó cho tới lúc mình về họ đều theo một cái khung chuẩn hết, đầu tư rất là bài bản, nó không có cái dạng quán chợ như ở chúng ta. À, bạn có nhận ra điều này chưa? À, có bạn nào hỏi mình câu hỏi nào nữa? Tóm lại là các bạn nên một lần, nếu mà các bạn nào không có máu đi nước ngoài thì các bạn nên dành kinh phí nên một lần đến đất nước Dubai, hoặc là các bạn đến các nước, nếu mà mình, nếu cho mình một cái cơ hội ở bên đó thì chắc chắn rằng mình đến, mình ở cái đất nước mà là giàu có nhất, bởi vì cái đất nước, cái nơi này mình đến mà thấy nó quá thanh bình, à, và họ đang xây dựng những công trình rất rất là lớn, à, chắc chắn mình tới mình ở đất nước Abu Dhabi, à, đất nước đó nó nằm kề Dubai, từ Dubai đi vào đó, qua bên đó mất hết 2 tiếng đồng hồ đi trên cái đại lộ đó, à, mình vào đất nước đó mình thấy rất là thanh bình, và hiện tại đất nước đó họ đang có một cái dự án bất động sản, họ xây dọc bờ biển rất là rộng lớn, 27 tỷ đô. Quá đẹp, cực kỳ đẹp. Họ xây một cái bảo tàng mà 1,3 tỷ đô la. Các bạn thấy chưa? Họ là những người giàu có và họ làm những công trình vô cùng khủng khiếp các bạn. À, và nếu mà, ví dụ như là mình có cơ hội để qua đó mà mình ở, hoặc là mình muốn đi qua đó ở, thì chắc chắn là mình ở một cái quốc gia gọi là Abu Dhabi. À, đây là quốc gia giàu có nhất trong 7 tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. À, và bây giờ các bạn nào có cái câu hỏi nào hỏi mình nữa không ạ? À, và mình rất là vui buổi tối hôm nay, buổi tối đầu năm mình live stream, mình chia sẻ về cái trải nghiệm đi nước ngoài. Các bạn nào mà có những câu hỏi gì đi nước ngoài thì các bạn có thể hỏi mình. Tháng 5 này mình có tổ chức một đoàn đi du lịch nước ngoài khoảng 50 bạn do mình dẫn đầu mình đi. Dĩ nhiên mình không tổ chức như dạng công ty du lịch, mình dẫn các bạn là để đi học và trải nghiệm, nên cái plan của mình đi là hầu như là mình không có làm gì giúp các bạn hết á, mà mình chỉ hướng dẫn các bạn làm từ cái việc ra sân bay làm thủ tục, từ cái cách đường đi nước bước nó như thế nào, tại vì đi với mình là theo một cái hành trình học. À, mình dẫn một đoàn đi Singapore, à, cứ mỗi năm mình dẫn một lần, à, cứ mỗi năm mình dẫn một lần. Năm ngoái thì mình dẫn đi 42 bạn, năm nay dự kiến cũng từ 42-50 bạn. Năm nào mình cũng dẫn. À, dĩ nhiên mình dẫn cái chuyến này là chuyến để giúp cho các bạn đi thực tập cái cách đi nước ngoài nó như thế nào, đường đi nước bước nó như thế nào. À, thì mình chỉ dẫn đi đua, mình chỉ dẫn các bạn là mình dẫn đi Singapore thôi. À, đi 5 ngày vào tháng 5, đi 5 ngày. À, và còn các nước khác thì mình không có dẫn đi, mình lâu lâu mình đi, mình thích mình hú các bạn thích thì các bạn đi, còn cái đi Singapore thì mình tổ chức. Vì Singapore là cái nơi mà rất xứng đáng để các bạn lần đầu tiên đi, để các bạn qua đó các bạn học hỏi, biết rất là nhiều thứ, và mình chia sẻ những kinh nghiệm của mình, cái cách đi nước ngoài nó như thế nào. Thì hồi giờ Singapore thì mình cũng đi ít nhất khoảng 30 lần rồi. Đi nước ngoài thì hiện tại thì mình cũng đã đi được khoảng 15 nước hơn rồi. À, trong đó thì 80% là mình tự đi, khoảng 20% thì mình đi chung với đoàn nhà nước, hoặc là mình có những lần mà đi mình dẫn cả gia đình đi thì bắt buộc mình phải book đi chung với tour.
À, còn 80% là mình tự đi, mình tự đi. Các nước có những nước rất là lạ, lần đầu tiên mình tới mình cũng tự đi hết. À, nên là các bạn nào cần có kinh nghiệm đi nước ngoài hoặc các bạn muốn có trải nghiệm nước ngoài lần đầu tiên trong đời và để mình chia sẻ những cái trải nghiệm thì các bạn nên đăng ký đi vào tháng 5 này với mình. Hiện tại thì mình chỉ nhận khoảng 50 bạn thôi, cao nhất là 50 bạn, năm vừa rồi thì 42 bạn đi rồi. Thì cho tới giờ thì cũng đã có được mười mấy bạn rồi đó, mười mấy bạn đăng ký rồi. Các bạn đã đăng ký rồi hết rồi đó. Và mình cũng có các bạn nào muốn kinh doanh thì cuối tuần này là thứ năm tuần này là mình có lớp học làm chủ doanh, lớp học miễn phí khởi nghiệp thứ năm tuần này là rớt vào ngày 1 tháng 3. Thì tối thứ năm có lớp, các bạn nào muốn đi học thì inbox cho mình. Bạn nào mà học lớp làm chủ doanh nghiệp thì cuối tuần này, tức là nó rớt vào ngày 3 và ngày 4, cuối tuần sau nữa đó, ngày 3, ngày 4 tháng 3 thì cái đó là lớp làm chủ doanh nghiệp, hướng dẫn cho các bạn làm chủ. Các bạn nào quan tâm lớp học thì các bạn inbox. Mình thì mình có hai cái quyển sách này, quyển sách Vượt Biển Lớn và quyển sách Mỗi Ngày Một Chút Thôi, chia sẻ những trải nghiệm, những kinh nghiệm kinh doanh của mình. Các bạn nào mà chưa có sách thì các bạn hãy inbox cho mình để sách được giao đến tận nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước với cái giá bìa, với cái giá bìa để các bạn. Mình thì chỉ hướng dẫn các bạn ra làm chủ doanh nghiệp và kinh doanh giống như những người ở đất nước Dubai, họ chỉ làm kinh doanh, còn không thì họ làm những việc ở cơ quan chính phủ thôi. Những người làm công đất nước họ là những người đến từ đất nước khác. Bạn nhận ra điều này không ạ? Thì các bạn nào đến mình thì chỉ có chọn cái con đường kinh doanh thôi. Và bạn nào cần những câu hỏi mình thì các bạn cứ inbox cho mình, hỏi mình những câu hỏi. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tối hôm nay các bạn đã xem cái đoạn livestream buổi đầu tiên của mình. Và bắt đầu từ hôm nay, tối nào mình rảnh thì mình sẽ chia sẻ bạn những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức, những cái chia sẻ trong cuộc sống và giúp cho công việc kinh doanh của chúng ta được tốt hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn. Một chương trình đầu năm rất là ý nghĩa. Bye bye các bạn nhiều. Chúc các bạn ngủ ngon.